giao lược của những chiếc mặt nạ. Hôm nay sẽ có một sự kết hợp hòa quyện giữa mặt nạ đất sét và mặt nạ cấp ẩm tự chế. Đó giờ mấy bà thấy đắp mặt nạ đất sét nhiều rồi ha, mà mấy bà thấy là đắp mình ơn đó à. Bữa nay là mấy bà sẽ được thấy người ta kêu bằng là giao lộ của những chiếc mặt nạ đó, chế tạo mặt nạ cấp ẩm nè, xịt cái dưỡng chất này vô cho cái viên thuốc hồi nãy đó, nó hút vô nở ra thành một cái mặt nạ. Rồi khúc này là hai loại mặt nạ gặp nhau nè. Rồi gặp chưa? À gặp rồi, chưa xong đắp lên thêm một lớp nữa nó mới hòa quyện vào nhau chứ. Rồi cái mặt bây giờ như đắp tượng vậy đó bé. Rồi sau khoảng chừng 30 phút, giao lộ có vẻ như rất là bị ung tắc nha má. Cơ mặt tôi gần như bị thắt chặt không thể nào nói chuyện được nhiều nữa. Cỡ ra đi má ơi, để không phân lát quéo quẹo cái da luôn đó. Rồi thực sự tôi đã sai. Khi tạo ra cuộc gặp gỡ này, rút ra được một bài học là gì? Mặt nạ đất sét mãi chỉ có thể là một cái mặt nạ làm sạch, có chăng là hỗ trợ ẩm cho đừng có bị khô quá, chứ không thể cấp ẩm được. Còn mà muốn cấp ẩm thì phải dùng mặt nạ cấp ẩm.